Chào các bạn, thì ở đây mình có một cái đơn hàng trên Shopee, đó là một cái camera hành trình nhỏ gọn đây đó. Mình mua nó với giá là 73.000, thì hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là nó sẽ như thế nào nha. Cái camera mua 70.000 thì 73.000 thì có xài được không? Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đây là mình đã cắt ra các bạn. Đây là bên trong. Spot HD DV Mini DV nè, SQ11. Camera Full HD luôn nha. 1920x1080. Đây là mấy cái dòng quảng cáo của nó nè. High quality image nè, không biết có không. Đây là cái thông số quay 720x1080 nè, 30 khung hình trên dây, khung hình là cái 43:43 chứ không phải 16:9. Sử dụng đây. Nó chắc nó cũng giống cái SQ12 của mình hả, mua hả mất. Và đây là nhân vật chính. Sao nó nhẹ dữ vậy? Nhẹ như là không có gì luôn các bạn, nhẹ heo luôn á. Để mình lấy cái cân với lại mình lấy cái SQ12 của mình ra mình so sánh thử nha. Đây là có tất cả những gì có trong hộp cho các bạn xem. Với 73.000 đây, 73.000 nó được nè, một cái camera, một cọng cáp, một cái mouse. Này cũng là cái đế để gắn mà. Chờ mình lấy cái cân với cái camera SQ12 ra mình so sánh nha. Rồi, thì đây là cái SQ12 của mình nè. Còn đây là cái SQ11 mới mua nè. Đó, rồi các bạn coi là nó cái kích thước nó cũng xem nhau. Cái hàng SQ11 này nó nhỏ hơn. Nó nhẹ hơn nhiều lắm. Để mình cân thử nha. Cái SQ12 của mình luôn cái thẻ nhớ là 17 gram, 16 phải mấy gram á. Còn cái SQ11 này chưa có thẻ nhớ, nó có 7 gram mà bạn, 7 gram à. Bây giờ mình thử mình sạc pin và mình gắn thẻ nhớ vô mình xài thử nha các bạn. Đây là cái nút nguồn của nó nè, mình bấm cho nó lên luôn nè, nó lên rồi các bạn. Đó, nó nháy là lên rồi đó. Nhưng mà nó không có thể nhớ. Bây giờ mình sẽ gắn thẻ nhớ vô mình test thử nha. Giờ mình sẽ gắn thẻ nhớ vô nó nha các bạn. Đây mình có cái thẻ nhớ 32GB. Mình gỡ từ bên thằng này qua nè. Giờ mình sẽ gắn vô nha. Gắn vô nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay thử nha. Đầu tiên là mình sẽ bấm nút nguồn để mở máy. Đó. Này nút mod nè. Theo như nó nói á, là khi mà nó hiện cái màu xanh này lên nè,
Thì cái này là quay chế độ là 1080 đó. Bây giờ mình sẽ bấm quay nha. Hiện cái này nó cái màu xanh, mình bấm cái nút này để quay nè. Đó, nó chớp chớp 3 lần nó tắt là bắt đầu nó quay rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay. Quay nha. Quay trời nắng ngoài nè. Cho các bạn xem. Rồi để mà tắt cái này á thì mình bấm nút này là nữa là nó dừng. Để mà dừng quay á thì mình sẽ bấm cái nút này, nút nguồn lần nữa. Đó, cái đèn màu xanh hiện lên là nó đã dừng quay rồi. Để tắt máy thì mình bấm một cái nữa. Đè vô cho tới khi nào nó chớp chớp tắt thì thôi là nó tắt rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chép. Mình sẽ rút thẻ nhớ là mình chép vô máy thử xem là cái chất lượng nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ quay. Quay nha. Quay trời nắng ngoài nè. Cho các bạn xem. Rồi để mà tắt cái này á thì mình bấm nút này lần nữa là nó dừng. Để mà dừng quay á thì mình sẽ bấm cái nút này, nút nguồn lần nữa. Sau khi mà mình thử làm theo cái hướng dẫn sử dụng của nó nha các bạn, thì mình thấy là cái máy này là kiểu hàng fake các bạn, hàng fake á. Nó không có đúng như là mô tả trong cái hướng dẫn sử dụng của nó. Nó nói là mở cái máy lên đó, khi các bạn đang ở chế độ đang cái đèn màu xanh này nè, cái đèn màu xanh này các bạn thấy không đó, cái đèn màu xanh này thì nó sẽ quay là 720. Nhấn nút M là nút mod, nhấn một cái á, thì nó sẽ chuyển sang là màu đỏ, vừa đỏ vừa xanh là quay 1080. Mà ở đây nó chỉ có hai cái thôi, màu xanh màu đỏ. Mà khi mà màu đỏ ở đây á, mình nhấn nút quay nè, nhấn nút quay nè, thì nó chớp cái nó tắt rồi nó lại trái lại, có nghĩa là nó không quay được. Còn nếu mà còn ở màu xanh á thì mình bấm cái nó chớp 3 lần nó tắt thì nó đang quay đó, nó đang quay, nó quay chất lượng 720. Nhưng mà kiểu như là nó fake cái resolution á, fake cái độ phân giải á, chứ thực sự là cái máy này quay mờ lắm. Chất lượng chỉ là 320, 480 thôi à. Cho nên là cái máy này là bạn nào có định mua thì đừng nên mua, phí tiền. Nó không bằng cái máy này của mình. Cái máy này mặc dù chất lượng video nó tệ nhưng mà nó cũng đỡ hơn. Máy này là hàng fake, 73.000. Rồi, cái clip của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem clip.